ngắm lệ quyên đẹp sang trọng, khoe khéo đường cong quyến rũ trong những bộ đầm gợi cảm. Ca sĩ Lệ Quyên thường chọn đầm xuyên thấu gợi cảm. Đính kết kỳ công của nhà thiết kế Hoàng Hải trong các đêm nhạc. Trên sân khấu lớp concert hôm 8 tháng 3, Lệ Quyên thay hai trang phục của Hoàng Hải. Chiếc váy gấm trắng phòng dáng đuôi cá bất đối xứng, phần tay đắp trang xuyên thấu giúp nữ ca sĩ tôn vẻ sang trọng mà vẫn gợi cảm. Chi tiết sẽ khéo léo kết hợp cùng những phần đính kết tỉ mỉ tôn vẻ đẹp của giọng ca 8X. Phía sau lưng, trang phục được làm hở sâu, giúp Lệ Quyên khoe võng lưng quyến rũ. Nữ ca sĩ còn thay một chiếc váy xẻ bạo khác cũng của Hoàng Hải, phát huy thế mạnh của nhà thiết kế là hiệu ứng đính kết trên nền chất liệu cao cấp, giúp người mặc tỏa sáng dưới ánh đèn. Vốn có thân hình thon gọn, đường cong nụt nà tuổi 42, Lệ Quyên chinh phục được những thiết kế táo bạo. Ngoài đường xẻ sâu, Hoàng Hải còn khai thác điểm nhấn đắp trang xuyên thấu một bên hông, tôn triệt để vẽ đầm thắm trên sân khấu của Lệ Quyên. Không chỉ đầu tư giọng hát, Lệ Quyên còn chỉnh chu trang phục mỗi khi lên sân khấu. Người đẹp ưa chuộng đầm dạ hội của Hoàng Hải nhiều năm nay. Nhà thiết kế luôn dẫn đầu trong mảng thời trang dạ hội, đặc biệt là tiên phong trong việc sử dụng các chất liệu xuyên thấu. Trước đây, trong nhiều đêm nhạc, Lệ Quyên cũng khoe dáng với váy dạ hội đính kết công phu, được Hoàng Hải thực hiện riêng. Lấy cảm hứng từ vẻ đẹp quý tộc, kiêu sa của loài chim công, bộ đầm sắc hồng pastel ôm sát hình thể của Lệ Quyên. Đuôi váy mềm mại, rũ nhẹ và tạo sóng khi di chuyển, khiến mỗi bước đi của Lệ Quyên thêm phần quyến rũ. Thiết kế xanh coban giúp Lệ Quyên trở thành tâm điểm sự chú ý nhờ cách cắt cúp tinh tế. Hiệu ứng lấp lánh đến từ chất liệu vải kim sa, vải lưới đính hạt. Hoàng Hải nói, Lệ Quyên mang lại cho anh nhiều cảm hứng để sáng tạo vì cô là người rất cầu toàn. Dù không có chiều cao người mẫu, nữ ca sĩ có chỉ số cân đối. Mỗi lần may trang phục cho Lệ Quyên, Hoàng Hải đều thấy rất hạnh phúc vì thân hình của cô vừa vặn và tôn lên nét yêu kiều cho những thiết kế của anh.